định là mình và bạn mình sẽ thử đi đến một cái night market ở Queens. Đi theo mình nhá. Để đến được Queens Night Market thì mình sẽ phải đi tàu 6 đến Grand Central Terminal và sau đấy transfer đến tàu 7 hướng về Flushing. Đoạn đường từ Manhattan đến Queens khá là xa và phải đi qua sông. Tổng thời gian mình di chuyển là khoảng 1 tiếng đồng hồ, bởi vì khi mà qua bên Queens thì nó có rất là nhiều stop. Cứ cách 5 block là có một lần stop nên là nó chậm hơn bình thường. A few moments later. Hello, mình đang ở City Field Stadium. Hôm nay có một trận baseball game gì đấy. Nhưng thật ra bọn mình không chuẩn bị đến đây đâu, mình sẽ đi chỗ khác. Điều là tất cả mọi người lúc mà xuống subway kiểu đều ùa ra chỗ này ấy. Rất là nhiều người mặc áo bóng chày. Đến nơi bọn mình chuẩn bị đi nhá. Okay, let's go. Bọn mình từ subway mà để tìm một chỗ qua cái night market ấy là một cả một hành trình. Từ nãy giờ đi mãi không thấy. Sau rất nhiều sự bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cuối cùng bọn mình cũng đã tới nơi và đây là quang cảnh bên ngoài của chợ đêm. Trời ơi, hãy nhìn số lượng người ở trong này đi. Bây giờ bọn tớ cuối cùng thì đã đến được Queen's Night Market. Khi mà vừa bước vào thì tớ đã bị choáng ngợp bởi cái sự đông đúc ở đây và mùi đồ ăn tỏa ra rất là thơm. Sau một hồi không biết đi đâu thì bọn tớ đã quyết định đi về phía này. Hôm nay tớ đang nói là bởi vì ở đây đông người quá nên tớ sẽ đeo khẩu trang cho an toàn. Thật ra bây giờ New York khi ra ngoài đường thì không phải đeo khẩu trang nữa, nhưng ở những nơi đông người hay ở trong subway thì vẫn phải đeo. Các bạn hãy nhìn người xếp hàng siêu dài luôn này. Ở đây có rất nhiều quầy đồ ăn đến từ các nền ẩm thực khác nhau. Và bây giờ thì tớ đang đi dạo một lượt để xem họ có những gì. Mình sẽ đi xung quanh để xem có gì trước rồi quay cho các bạn sau nhé. It's sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, maybe you should stay instead of turning around. So, but you keep on going. I know that you're in the open, hoping that you'll be okay. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going? Nowhere afraid. There's so many reasons you should care. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going? Đi khoảng 30 phút gì đó thì bọn tớ đã mua được một ít đồ ăn và tìm một chỗ ngồi xuống để review cho mọi người. Đầu tiên là một combo xiên hải sản nướng đến từ quầy Sea Monster. Giá của mỗi xiên là 6 đô, nhưng nếu mua 3 xiên thì sẽ là 15 đô tổng cộng. Ôi, bây giờ mới để ý là có một cái máy bay đang bay đằng sau tớ này. Thôi quay lại review đồ ăn nào. 3 xiên mà tớ mua gồm có tôm này, cá ba sa và một xiên gì khác mà tớ quên mất rồi. Trời ơi, khúc này có một con ruồi bay gần cái xiên của tớ, nhìn ghê quá. Cả 3 xiên thì đều được ướp như nhau và nó có một cái vị ngọt như kiểu mật ong hay gì, nói chung rất là bánh cuốn. Người ta có cho một ít cơm trắng để ăn kèm, tuy nhiên là cơm lại hơi bị nhão. Bạn mình ở bên cạnh nhìn thèm quá không chịu được nên cứ đòi mình phải chia cho nó. Thịt cá ba sa rất là mềm và thấm đẫm gia vị nên khi ăn kiểu cảm giác tan ở trong miệng. Ăn một miếng cá nướng rồi đệm thêm một miếng cơm thì quá là đỉnh luôn.
Đây là miếng cá gì mình quên mất tên rồi, nhưng ăn vào cảm giác ngọt ngọt cay cay rất là thích. Bẵng đi một lúc thì thấy đứa bạn mình nó ăn gần hết xiên tôm nướng của mình rồi, nên mình phải tranh thủ đánh chén nốt thôi. Khúc này gió thổi mát rượi luôn nè, thích cực. Tiếp đến mình sẽ ăn hai cái bánh mochi donut của mình. Nhìn nó cứ ú na ú nần, mê lắm luôn ý. Thật ra mình không phải là đứa thích ăn donut, vì mình cảm giác nó như kiểu là bánh đường, nó chỉ có vị đường thôi. Tuy nhiên mochi donut vừa dẻo dẻo vừa không ngọt quá nên mình rất mê. Giá của một cái bánh là 3 đô và mình mua một vị matcha, một vị berry. Nếu các bạn xem mình nhiều ở trên channel này thì các bạn biết là mình mê matcha như thế nào rồi ấy. Mình ăn hết miếng này đến miếng khác, suýt thì quên để phân cho đứa bạn. Ở đây rất là đông người luôn, và mọi người sẽ trải thảm trên bãi cỏ để ngồi ăn. Thậm chí có gia đình còn đem cả bàn cả ghế đến cơ, nhìn xịn xò con bò thật sự. Thật ra buổi trưa bọn tớ ăn rất là no rồi, thế nên không có nhiều bụng để ăn hết tất cả các món ở đây. Đang đi loanh quanh thì thấy các bạn này cũng đang quay vlog. Nhìn gear của các bạn ý chuyên nghiệp thật sự luôn. Ở đây tập trung rất nhiều gian hàng đến từ các nền ẩm thực khác nhau, nên chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời để có thể thử những món mới. Về hình thức thanh toán, 90% là bằng tiền mặt cash. Có một số chỗ họ cho thanh toán bằng thẻ như chỗ mình mua mochi donut vừa rồi. Còn lại thì bạn cũng có thể thanh toán bằng Venmo. Nhìn những món ăn này mà thèm dã man, nhưng bụng mình không thể chứa được thêm cái gì nữa rồi. Lúc này bọn tớ tìm thấy một quầy kem chiên cực kỳ hot luôn. Có lẽ do đây là một concept khá thú vị. Hãy nhìn hàng người xếp dài như thế nào để ăn thử món kem chiên này đi. Ngay bên cạnh là quán bán khoai tây chiên cực kỳ hot ở trên mạng xã hội. Trời ơi, hãy nhìn chị ý dắp đường lên những miếng khoai tây giòn rụm. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm nhận được cái sự ngon của nó. Ở chợ đêm này có rất là nhiều quầy bán đồ nướng với giá cực kỳ rẻ, chỉ khoảng 2 đô một xiên. Tuy rất là no rồi nhưng bọn tớ không thể cưỡng lại được sức hút của kem chiên, nên bọn tớ đã xếp hàng để mua được em nó. Hello, can I get the green tea? Green tea? Yes. Miếng kem được ép thành những viên tròn và áo một lớp bột ở bên ngoài. Nhìn qua có thể thấy phần kem được ép cực kỳ chặt nên khi chiên nó không bị chảy ra ngoài. Kem sẽ được chiên ở nhiệt độ cao trong vòng khoảng 1 đến 2 phút, rất là nhanh. Sau khi làm ráo dầu, sẽ có một chị rắc một lớp đường lên trên để tạo vị ngọt. Và ta-da, đây là hũ kem của mình.
kem được ép quá chặt nên hơi bị cứng và khó để sắp thành miếng. Bỏ vào mồm nào. Đây là khúc mình nhún nhảy bởi vì nó quá là ngon luôn. 10 điểm chất lượng. Phần vỏ thì giòn, nóng và hơi hơi có vị ngọt của lớp đường ở phía trên. Phần kem bên trong thì rất là mát và refreshing. Tuy nhiên nó không có vị matcha mấy, nhưng không sao hết, nó vẫn ngon. Đây là một cái kết hoàn hảo cho buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chuyến đi Queen's Night Market của mình đến đây là kết thúc. Mình đã ăn rất no và bây giờ mình sẽ đi bộ ra tàu để trở về nhà. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.